Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về bài luận tử vi tuổi Canh Tức sinh năm 1970 Nam Mạng trong năm 2021. Tử vi trong năm 2021 tuổi Canh Tức Nam Mạng sẽ giúp quý anh chị và các bạn chiêm nghiệm về công việc, ngoại giao, tài chánh, gia đạo và sức khỏe của bản mệnh. Chúng tôi hy vọng các bạn và quý anh chị có được những dự định và hành động đúng đắn để gia tăng tài lộc, may mắn cho bản thân. Trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Canh Tuất 52 tuổi, Nam Mạng, sinh từ ngày 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. Tướng tinh, con cáo, con dòng bạch đế, phú quý. Tử vi tuổi Canh Tức trong năm 2021 Nam Mạng. Sao kế đô, xấu, rối rắm, nạn tai, hạn, địa võng, nhiều lo âu. Vận niên, dương hồi nghèn, tức dê về suối, tốt. Vận hạn tuổi Canh Tức trong năm 2021 Nam Mạng. Thiên can, canh gặp tăng, bình hòa, thuận hành. Địa chi, tức gặp sửu, lục hình, hình khắc, tinh thần bất an. Mạng kim gặp năm thổ là tương sinh, tốt, mọi việc đều thuận lợi. Xuất hành từ ngày mùng 1 Tết từ 3 giờ đến 7 giờ sáng theo giờ địa phương, đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần và hướng tây nam để đón hỷ thần. Tử vi tuổi Canh Tức Nam Mạng trong năm 2021 về mặt sao hạn. Về sao chiếu mạng, sao kế đô, tức thổ tinh. Sao kế đô là hung tinh chủ về những khó khăn trong cuộc sống. Người gặp sao này thường gặp tai nạn bất ngờ, tiền bạc hao tốn, gặp cảnh tan khó, còn hay mắc thị phi, bệnh tật. Có sao kế đô đương số thì cảm thấy buồn rầu, dễ gặp cảnh họa vô đơn chí. Có chuyện không may mắn trong gia đình, xấu nhất là vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Kế đô sau ấy dài đông, chia tay đôi ngã, không mong tao phùng. Tháng 3, tháng 9 bão bùng, nhức tay đau óc khốn cùng xác thân. Tử vi tuổi Canh Tức trong năm 2021 về hạn tuổi. Hạn, địa võng, xấu. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà. Địa võng hạn cũng không xong, như cá mắc lưới giữa dòng chẳng may. Dịch nghĩa. Hạn địa võng, tức lưới đất an tại cung tuất. Bởi vậy người gặp hạn này không nên xuất hành hay khởi sự vào giờ tức hoặc ngày tức. Hạn địa võng, chủ về những chuyện không vui, lời qua tiếng lại. Càng cẩn trọng trong họ hàng có tan gia hay khó làm ăn. Đặc biệt công việc làm ăn có thể bị bỏ dở ngang chừng. Tử vi tuổi Canh Tức sinh năm 1970 trong năm 2021 Nam Mạng về tứ trụ. Thiên sinh, địa sinh. Trong việc làm ăn có phần thua thiệt so với người khác. Tính một đường đi một ngã, tài lộc bị suy hao. Trong cuộc sống gặp nhiều trở ngại. Gia đình, sức khỏe có thêm niềm vui, thêm người, thêm của. Có thể gặp kỹ tính, chuyện vui trong nhà. Vận niên, dương hồi nghèn. Dương hồi nghèn được hiểu dê về núi, từ đó thỏa chí tan bồng. Rừng nơi hoa quả khắp nơi mà cây cỏ cũng nhiều. Tươi tốt mượt mà, đương số có được nhiều triển vọng trên con đường công danh. Trong kinh doanh buôn bán thuận lợi, dễ phát tài. Còn gặp được nhiều người bạn tốt và may mắn trong năm. Trong gia đình có nhiều tin vui như thêm người thêm của. Và lưu ý, muốn được bền lâu cần phải khiêm nhường, kiềm chế, quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận và đề phòng tai nạn giao thông. Về màu sắc hợp tuổi, trong năm 2021 thì tuổi Canh Tuất nên dùng màu trắng để tăng cường tài lộc, tiền bạc, của cải, bản thân. Không nên dùng màu vàng hay màu nâu chủ về công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Kết luận về mặt sao hạn.
Tử vi tuổi Canh Tý Nam Mạng trong năm 2021 sao hạn không được tốt, vì vậy dễ ảnh hưởng nhiều đến việc làm ăn và gia đình. Tình cảm gia đình không được tốt và công việc cũng không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Canh Tý trong năm 2021 Nam Mạng về sao chiếu theo năm. Tại cung tiểu vận có các sao cố định: Thiếu Âm, Thiên La, Mộc Dục, Tuần, Triệt. Trong công việc gặp nhiều khó khăn bất lợi, không nên có sự thay đổi làm ăn. Tại cung xung chiếu có các sao cố định: Phúc Đức, Quả Tú, Địa Võng, Kình Dương, Tử. Khi ra ngoài có thể gặp nhiều chuyện bất lợi, song được hưởng phúc từ tổ tiên nên gặp hung hóa cát. Tại cung dị hợp có các sao cố định: Thiên Quan, Phượng Cát, Giải Thần, Lộc Tùng, Bác Sĩ, Mậu, Bạch Hổ. Có lộc về chuyện tiền bạc đưa tới hoặc có sự thay đổi nơi ăn chốn ở. Tại cung tam hợp có các sao cố định: Long Đức, Thiên Hỷ, Đà La, Tuyệt, Lưu Niên Văn Tinh, Suy, Trực Phù, Đại Hao. Nhận tin vui trong gia đình và anh em bạn bè, tuy nhiên chuyện tiền bạc tiêu pha nhiều trong làm ăn và cuộc sống. Kết luận: vận mệnh tử vi tuổi Canh Tý Nam Mạng trong năm 2021 là một dự báo một năm khó khăn đối với tuổi Canh Tý. Mọi việc không theo ý muốn, lục đục từ chuyện tình cảm gia đình đến sức khỏe, đau ốm, bệnh tật lâu khỏi, tiền bạc bị hao tán nhiều, nên chú ý trong nhà có người già là nữ giới đau ốm khó mà qua khỏi. Tử vi tuổi Canh Tý trong năm 2021 Nam Mạng về phương diện công việc ngoại giao. Do năm nay việc ngoại giao của tuổi Canh Tý Quý Anh không được thuận lợi suôn sẻ, những mối quan hệ trong công việc không giúp ích nên việc làm ăn cũng gặp nhiều trắc trở và bất lợi. Về phương diện tài chính, tiền bạc có sự hao tốn nhiều vào chi tiêu cuộc sống và trong công việc gia đình. Tử vi tuổi Canh Tý Nam Mạng trong năm 2021, chủ về sẽ tiêu pha tiền bạc nhiều trong năm nay, tài chính không mấy sung túc, dư dả. Về phương diện gia đạo, về gia đạo trong nhà thiếu đầm ấm, hòa khí. Đôi khi các thành viên hay cãi cọ, xung khắc lẫn nhau, nhưng bù lại năm nay Quý Anh có thêm tin vui mới về thêm thành viên trong gia đình. Về phương diện sức khỏe, mắc bệnh về đường tiêu hóa, sức khỏe và tổng quan là kém nên cần phải chú ý ăn uống, đề phòng bệnh đường tiêu hóa không được tốt. Kết luận: tử vi tuổi Canh Tý Nam Mạng trong năm 2021 thì đây là một năm không được thuận lợi như ý. Muốn làm việc gì cũng nên có nhiều cân nhắc suy tính để tránh mất mát suy giảm tiền bạc. Năm nay chủ về khó khăn trong công việc nên Quý Anh cũng không nên mở mang thêm công việc làm ăn. Phương pháp giải hạn tử vi tuổi Canh Tý Nam Mạng trong năm 2021. Cúng sao giải hạn tuổi Canh Tý trong năm 2021. Tuổi Canh Tý Nam Mạng trong năm 2021 gặp sao kế đô chiếu mạng. Đầu năm nên cầu an hay giải hạn mỗi tháng vào tháng kỵ là tháng 1, tháng 3, tháng 9 âm lịch. Và nên cúng vào ngày 18 âm lịch. Cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ thắp 21 ngọn đèn lại về hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi: Thiên vĩ, cung phân, kế đô, tinh quân, rồi khắn. Cung thỉnh, thiên đình, bảo vĩ, cung đại thánh. Thần vĩ, kế đô, tinh quân, vị tiền. Kế đô tam cũ bi ai, 18 ngày này cờ vàng kéo ga. 22 ngọn đèn sáng loà, chánh tay là hướng lại qua mặt trời. Xem tuổi hợp trong năm 2021. Trong năm nay, tuổi Canh Tý Quý Anh chỉ hợp với người sinh năm 1984 và năm 1962. Đây là hai tuổi hợp mang lại nhiều may mắn. Tuổi Kỵ. Tuổi Kỵ là tuổi sinh năm 1976 và năm 1982. Đây là hai tuổi không tốt, mang nhiều sự buồn lòng. Luận tháng tốt xấu trong năm. Tháng 6 trong năm. Tháng 6 là vào tháng 1 và tháng 4 âm lịch. Đây là những tháng xấu nhất, chủ về gặp chuyện thị phi và buồn phiền.
Tháng tốt. Tháng tốt là vào tháng 2 và tháng 9 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để bắt đầu làm mọi việc và đạt được thành tựu mong muốn. Luận tử vi tuổi Canh Tý trong năm 2021 nam mạng theo tháng. Vào mùa xuân tháng 1. Tháng hao tốn tiền bạc tiêu pha nhiều trong tháng này, chú ý sức khỏe của thành viên trong gia đình không được tốt. Tháng 2. Gặp được quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống, dẫu vậy nên chú ý về bệnh đau xương khớp của quý ông. Tháng 3. Tháng xấu trong nhà có chuyện buồn nên chú ý có người già đau ốm, khó mà qua khỏi. Vào mùa hạ, tháng 4, công việc làm ăn tiến triển bình thường về gia đạo, tình cảm, anh em, gia đình không được tốt, thiếu hòa khí giữa các thành viên. Tháng 5, đầu tháng quý ông nên đi chùa cầu an để bình an, nhận được nhiều may mắn. Tháng 5 tiền bạc tiêu pha nhiều. Tháng 6, tháng này quý ông ra ngoài đặc biệt chú ý, họa trong lời ăn tiếng nói, cẩn thận hay gặp người nói xấu sau lưng. Vào mùa thu, tháng 7, quý ông không nên thay đổi hoặc đầu tư kinh doanh gì khác trong tháng này, chủ về gặp nhiều khó khăn. Tháng 8, quý ông có quý nhân giúp đỡ trong công việc, có nhiều thuận lợi và cơ hội. Tuy nhiên, chú ý xe cộ đi lại cẩn thận. Tháng 9, chú ý xảy ra chuyện buồn trong nhà hay trong tang gia họ hàng, quý ông có chuyện buồn. Vào mùa đông tháng 10, công việc làm ăn của quý ông không được tốt và thuận lợi như mong muốn, mọi giấy tờ đều phải liên quan tới pháp lý. Tháng 11, tháng tiền bạc tiêu pha nhiều, chi tiêu khó kiểm soát, trong công việc làm ăn có kẻ phá hoại. Tháng 12, có quý nhân tương trợ giúp đỡ, tuy nhiên càng chú ý trong chuyện tiền bạc dễ mất mát của cải. Thank you.